Hi, xin chào các bạn nha. Mấy hôm nay mình đi ngang lại, mình thấy cửa hàng này lò bánh mì sắp khai trương các bạn. Thì nhân hôm nay nhân dịp ngày khai trương thì hai đứa mình lại mua ủng hộ anh chị các bạn. Anh chị này ở Vĩnh Long xuống khai trương ở đây để lập nghiệp ở đây, thì hôm nay mình khai trương mình lại ủng hộ anh chị các bạn. Nó mình mua được hai cái bánh với ổ bánh mì các bạn. Giờ thưởng thức thử xem ngon hay không. Nếu cảm thấy ngon thì mình mời các bạn lại ủng hộ anh chị các bạn. Bánh mì đây, bánh mì đây, bánh mì thơm ngon, vừa giòn vừa thơm các bạn ơi. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng nãy giờ cũng mua được mấy cái bánh mì các bạn. Bánh mì nào cũng thấy ngon hết trơn á. Mình ăn bánh mì không cũng thấy ngon nữa các bạn. Trời ơi, chấm sữa ra nữa tới công chuyện luôn nè. Mời các bạn nha. Ăn bánh mì không đã ngọt rồi, mà chấm sữa vô nó ngọt, nó đã hay lâu trời. Nhằm chấm cà phê sữa nữa tới công chuyện luôn á. Chấm vô nè, ta nói ha, sữa nó dính nè, kẹo kẹo luôn. Cái quán này nè, cái lò bánh mì mới khai trương luôn á các bạn. Mới khai trương ngay ngay cổng, ngay ngã ba đồ chợ mình luôn á. Ngay cái hướng về bến đò á, ngay hướng về bến đò mà ngay ngã ba luôn các bạn. Phía bên nhà trọ gì đó các bạn. Nhà trọ Lê Hải á. Ở trước cửa nhà trọ Lê Hải luôn các bạn. Các bạn ở trên ủy ban Đông Hải xuống hướng chợ, hướng về bến đò á, là ngay ngã ba, hướng ngay ngã ba chợ mình luôn á. Rồi là nghe đầu chợ gây chỗ chợ mình luôn các bạn. Địa điểm mà mấy cái lô tô họ chợ đêm đồ hay bán các bạn. Mời các bạn nha. Bầu nhà mình ăn kìa, bầu nhà mình ăn mà cứ ngon quá, ngon quá. Ăn bánh mì mà cứ ngon quá, ngon quá.